OK, xin chào quý vị. Hôm nay thì mình đang có đây một chiếc điện thoại là một trong những cái sản phẩm mà mình rất nhớ hồi mình làm. Đây là chiếc Samsung Galaxy Nexus, một trong những cái sản phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa Samsung và cũng như Google. Cái bản này của mình vừa mới mua được là bản demo, không để bán nhưng mà mình vẫn mua được, thế mới gọi là hay. Và hôm nay thì tôi sẽ mở hộp cho các bạn chiếc điện thoại mà đánh dấu cột mốc rất nhiều cái mới mà chính con điện thoại Android mọi người đang dùng phải nhờ sản phẩm này nó mới có những tính năng này. Đây là Galaxy Nexus của chúng ta. Đó. Trong hộp của nó thì mọi người sẽ thấy này. Mặc dù điện thoại Google nhưng mà sẽ có xác nhận sử dụng Samsung. Bên dưới này cũng thế thôi, toàn là giấy tờ của Samsung, có một cái cáp sạc tai nghe Samsung này. Đó. Thấy không? Lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy cái dòng sản phẩm như thế này. Và mọi người sẽ có một cái cú sạc. Máy này tôi cũng chả nhớ là của thị trường nào nhưng mà chân nó là chân chéo. Rồi, bóc siêu nó một cái. Con Nexus này là một cái dòng sản phẩm mà Google sẽ mỗi năm hợp tác với các nhà sản xuất khác nhau để tạo ra một thiết bị mà vừa mang được cái bản chất của nhà sản xuất đấy về phần cứng và kết hợp cùng với phần mềm cực kỳ mượt mà. Còn bây giờ thì chúng ta không còn cái dòng sản phẩm này, mà anh em mà muốn dùng cái điện thoại như thế này chỉ có thể mua là Pixel thôi. Thì các bạn thể mua chiếc Pixel 6 và Pixel 6 Pro tại XT-Mobile. Hai con này đều là đang mức giá rất hợp lý. Các bạn mua sẽ đạt được tiêu chí sử dụng lâu dài, mượt mà, ổn định, camera đẹp. Còn mấy con này ngày xưa camera chụp tù vãi chảy luôn. Đây luôn là điểm yếu nhất của dòng sản phẩm Google là camera của Nexus chụp khá là tệ. Hoặc là nếu anh em nào thích Samsung thì có thể mua Galaxy Z Flip 3 cũ tại XT-Mobile. Con Galaxy Z Flip 3 này thì cũng có mức giá tầm khoảng 13 triệu. Con này thì được làm hơi cong nhẹ nếu các bạn nhìn kỹ. Đấy, nó sẽ cong một tí tị ti ở phần đít như thế này. Và các bạn thấy là bản thân thiết kế máy cũng vậy thôi, là cái phần bên dưới này nó sẽ dày hơn so với bên trên. Mặt lưng phía sau thì được làm dạng sần. Đấy. Và cái nắp lưng này thì là bóc ra được. Đây các bạn thấy là dưới là pin, chúng ta sẽ có cắm sim đầy đủ hết rồi. Thẻ nhớ của nó đâu nhỉ? Ô, con này không khai cắm thẻ nhớ rồi. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên có màn hình HD Super AMOLED. Các bạn nên biết rằng trước đây các điện thoại của Android thì sẽ có độ phân giải là 800x480, nhưng con này là màn hình Super AMOLED độ phân giải HD, đem độ sắc nét cao. Đấy, khủng khiếp chưa? Bây giờ ta có màn hình 2K, màn hình 4K mà ngày xưa chỉ HD là đã xịn lắm rồi. Thứ hai, đây là con điện thoại đầu tiên chạy Android 4 chấm, gọi là Ice Cream Sandwich. Nó là con điện thoại loại bỏ hoàn toàn đi các cái phím bấm ở bên ngoài mà chỉ còn các phím bấm cảm ứng bên trong màn hình. Đấy. Phải nhờ có con này mà điện thoại chúng ta bây giờ mới không có nút cảm ứng ở bên ngoài nha các bạn, mà đưa hết vào bên trong màn hình. Còn trước đây thì đều sẽ có các cái nút bấm thao tác như mọi người đã nhìn thấy trên hình ảnh, Back Home Menu. Còn bây giờ nó chỉ còn ba phím là Back Home và cũng như là phím đa nhiệm thôi. Con này có rất nhiều cái điểm mới của cái Ice Cream Sandwich này. Thứ nhất là có khu vực tìm kiếm Google trong suốt và để tất cả các trang màn hình home screen, và cụ thể là nó có thể thêm tối đa được 5 cái. Rồi, và khi mà các bạn thêm các cái widget vào màn hình home screen, rồi, mọi người thấy chưa? Nó sẽ có một số widget cho phép chúng ta thay đổi được kích thước. Còn trước đây thì nó sẽ không cho phép thay được cái điều này. Đấy, những tính năng này bây giờ anh em đã quá quen thuộc nhưng ngày xưa nó là mới, và ngày xưa chúng ta sẽ chia ra hai tab. Vuốt hết các ứng dụng thì nó sẽ ra các widget để mọi người thêm vào. Còn bây giờ chúng ta sẽ không làm được như thế này. Camera cũng là cái phiên bản Android đầu tiên có chức năng chụp ảnh panorama, chụp ảnh góc rộng như thế này. Còn ngày xưa là các hãng phải tự thêm vào, còn là Android mặc định thì phải đến Android 4 chấm này thì bắt đầu mới thêm vào cho chúng ta để có thể sử dụng được. Chiếc điện thoại này cũng được trang bị một cái vi xử lý, đó là con Tiomap kèm với lại bộ nhớ RAM, và bộ nhớ trong thì không cao nhưng mọi người thấy thông số cấu hình cụ thể trên màn hình. Nhưng mà ngày xưa như thế này là cũng đủ cho nó chạy mượt, dù sao nó cũng chạy là Android gần như là mặc định của Google. Các bạn nhìn thấy những cái hạn chế thiếu sót này, ví dụ như là vuốt từ trên xuống thì các bạn chỉ có cái phần thông báo thôi, các bạn không có phím tắt. Chúng ta không có bật tắt wifi mà các bạn phải bật cái dữ liệu như thế này này. Đấy, cái công cụ ngày xưa chúng ta để bật tắt wifi là sử dụng để các bạn chỉnh độ sáng này, tất cả là ở trên này. Pin của con này thì đã bị chai rồi, mặc dù máy cũng mới, bằng chứng là mình đã sạc pin nha, khi bóc ra mình thay vào lập tức nó tụt xuống còn có 8% pin thôi. Giờ chúng ta mới có dark mode, nhưng mà về cơ bản các phiên bản Android ngày xưa sẵn là dark mode rồi, bởi vì toàn bộ cài đặt, toàn bộ giao diện của nó thì đều là màu đen. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, chúng ta đen, đây không phải là đen tuyền mà nó hơi chuyển sang tông, sẽ sáng nhẹ lên một chút để cho người ta dễ nhìn. Các bạn nào mà dùng Nexus sẽ không bao giờ quên được cái hình nền động này. Nó sẽ có các biểu tượng pixel chạy qua chạy lại và đan chéo với nhau, hình nền của lá nước này, và các bạn có thể chạm vào để tương tác với những lá nước này. Bây giờ anh em còn nhớ không? Bây giờ phải những bạn nào mà dùng rất lâu rồi thì mới nhớ. Bây giờ thì tính năng hình nền động gần như đã bị mọi người quên lãng, bởi vì nó vừa tốn pin, cấu hình yếu thì sẽ chậm giật lag. Và đây chúng ta sẽ có những tính năng như là Latitude này, Google Plus. Cái mạng xã hội Google đã bị khai tử. Anh em nào ngày xưa dùng cái này thì hãy comment ở bên dưới video nha. Chúng ta sẽ có Movie Studio,
Cái này nó cũng giống như kiểu là iMovie của Apple, cho các bạn cắt ghép video cho vào đây nhưng rất là sơ sài và cùi bắp. Các bạn thấy là màn hình của chúng ta màu đen sâu và do công nghệ màn hình Super AMOLED, góc nhìn tốt, tuy nhiên thì khá rỗ thôi. Và các bạn thấy là các chế độ chụp hình của nó đây. Đây, điện thoại ngày xưa nó có một âm thanh nghe khá là ngáo đá. Nên này. Và camera selfie của nó cũng có luôn. Và video này mình đang quay bằng con Galaxy S10e mà hôm trước mình vừa mua đấy ạ. Và dùng một con Samsung để quay một con Samsung huyền thoại khác. Chiếc điện thoại này thì hồi đó mình có review và tất nhiên là nó thông qua hàng sách tay, được ra mắt từ 2011. 2012 thì mình có cơ hội được trải nghiệm và trên tay con này. Bây giờ đã là 2022 rồi, cũng vậy chúng ta đã tròn 10 năm. Một trong những cái quãng thời gian đủ dài, tại vì mình làm công việc review này cũng đã rơi tầm khoảng 11 12 năm rồi. Thì đây là một chiếc điện thoại rất ấn tượng đối với mình. Và các bạn thấy là bên này có một cái chấu hỗ trợ đọc sạc của nó thì phải. Mình quên mất điện thoại ngày xưa mua về chỉ có mấy con như này review là may rồi. Mua sắm phụ kiện các thứ tinh nó vừa khó phức tạp đắt tiền. Đây là hệ điều hành, một trong những hệ điều hành đầu tiên mà có hỗ trợ mở khóa gương mặt, các bạn nhìn đi. Đây đang mở khóa này, ra đây tôi sẽ demo cho các bạn coi nhá. Đây tôi mở khóa tiếp. Đéo mở được luôn. À lúc đấy là mình thêm mình không đeo kính các bạn ạ. Đấy, mình đeo kính vào nó không nhận ra được bởi vì cái công nghệ ngày xưa này nó rất là sơ sài. Đó, nó một trong những cái đầu tiên mở khóa gương mặt ta nhưng mà là dạng 2D, rất nhiều hãng về sau các chức năng này. Như vậy qua video này thì mình đã trên tay cho các bạn về huyền thoại đối với cá nhân mình, không biết các bạn phải huyền thoại không. Galaxy Nexus, một chiếc điện thoại với hệ điều hành Android 4 được cài sẵn, đã định hình ra rất nhiều tính năng mới mà đến bây giờ mọi người vẫn đang sử dụng. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn đã từng dùng chiếc điện thoại này chưa? Theo các bạn thì liệu Google có nên quay trở lại làm ra một số sản phẩm kết hợp phần cứng của nhà xuất này cùng với hệ điều hành của riêng họ không? Còn bây giờ họ đã tự làm Pixel mất rồi. Và hẹn lại các bạn các video lần sau.